phần còn lại chúng ta làm cái điều gì mà chúng ta hạnh phúc là được. Chứ mà chúng ta mặc cái gì chúng ta cảm thấy thích là được. Chúng ta thích chúng ta đánh cái môi màu đen cũng được, đừng có rập khuôn nha mọi người. Rồi thi thoảng á, Luna cũng là một người á, làm cái công việc mà phải xuất hiện trước đám đông rất là nhiều. Thì từ nhỏ tới lớn Luna cũng trải qua rất là nhiều áp lực là xã hội á, đặc biệt là mấy đứa mà nửa mùa ấy, rất là hay nói chúng ta nên mặc cái này, nên mặc cái kiểu đồ kia, nên trang điểm như thế nọ. Kệ mẹ tụi nó hết nha mọi người.